Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Nhà Đặt Kaito. Hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là công trình thi công trọn gói của gia đình nhà bác Khiêm, địa chỉ là Phú Yên. Thì hôm trước thì chúng tôi đã ra hai video về quá trình thực tế thi công các bạn nhé. Thì các bạn nào quan tâm thì tìm lại video trên kênh. Đây thì giới thiệu qua lại một chút cái phần phối cảnh bên ngoài. Đây này, đấy, một căn nhà diện tích sử dụng là 170 m² khi mà tính cả khu tiểu cảnh, sân vườn, hàng rào. Ở khu tiểu cảnh xung quanh thì khoảng hơn 230 m² các bạn nhé, tính từ doanh trở xuống đó. Đây một công trình nhà cấp 4 rất là to theo phong cách mái nhà hiện đại. Thì hôm trước đã đến phần đổ cột đấy, thì là chúng tôi đã đang công trình này tiến độ đến phần xây tường đấy, xây phần giằng làm sân bếp đây. Đây các bạn nhé, trong quá trình này thì tôi đã ghi lại để làm sao mà cập nhật cũng như giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đây khi chúng tôi chuẩn bị xây tường, đang xây tường thì đặc điểm của đệm bác nó rất là cao và nó tách biệt hoàn toàn đấy, rất là xa. Đây quá trình mà chúng tôi đã xây trong tường và chuẩn bị là đây xây trong tường nhé, giàn giáo thứ chuẩn bị cốt pha. Đây phần thép mái mà chúng tôi đã hoàn thành này, thì giới thiệu một chút với các bạn, đây là phần thép sàn hai lớp. Đây như vị dầm này đấy. Đây đặc biệt cái phần khi đổ bê tông bạn lưu ý nhé, cái phần kê đây này đấy. Chúng ta phải kê nhé, đổ bê tông đến đâu thì phải kê lên đấy, còn lúc chúng ta làm xong thì trước nó phải có kê vào đây. Cái phần thép buộc cũng là phần rất là quan trọng. Đây, thép mối nối giữa hai phương với nhau này. Thì chúng ta chỉ cần buộc 50% bạn nhé, không cần buộc 100% nút đâu. Cứ cách một nút chúng ta buộc một nút. Đấy. Vì rất nhiều gia đình hay thắc mắc, thậm chí cả bác chủ nhà cũng đã lăn tăn vì sao lại buộc có một nửa như thế. Thì chúng tôi đã giải thích cho bác hiểu. Đây. Và có một điều nữa này, với những công trình nhà mái nhật đấy đổ đua ra thì ở đây này sẽ có 5 thanh thép thép giải quạt đây này đấy, 5 thanh phim 10 nhá, chỉ cần một 5 thanh thôi, một lớp bên trên thôi, tại vì cái này thiếu sót này khi đi kiểm tra những các góc của bạn nhé, lưu ý những các góc đấy. Phải có 5 thanh thép giải quạt ở đây này, chúng tôi đã kê rất là đủ này. Và đây những cái ống này thì chúng tôi để sẵn sau cái cắm ở đây để bê tông, để sau này thì điều hòa cho bác ấy, sẽ để bên trên các bạn nhé. Đấy, thì những vị trí này sẽ là luồn đống, luồn dây, luồn đống đồng này. Đấy, sau không phải đục sàn nữa. Đấy, chúng tôi đã khảo sát trước một lần trước khi cho đổ bê tông. Đây, những vị trí góc này, thép được qua đây nhé. Đấy. Nó đặc biệt quan trọng, nó phải cần nhé, không thể thiếu được. Đây phần sàn mái này thì chúng tôi đã hạ cốt sàn này, để nó đẹp, nó không bị nổ cái trần các bạn nhé, không bị nổ dầm. Đây, chúng tôi đổ từ góc phía bên này trước này. Đây, khung cảnh các bác rất là đẹp. Đấy, cách xa. Xung quanh rất là nhiều cây xanh. Phía xa là phía đồi núi này. Đây, đây quá trình đó là đổ bê tông. Thì đổ nơi thì chúng tôi gạt đấy và có đầm dùi đấy. Đặc biệt những vị trí dầm này phải đầm rất là kỹ vì nó là bộ phận quan trọng nhất. Và vào chúng tôi đổ bằng tay cũng nhé. Đấy, vì xe và bồn không thể vào được. Đổ mất từ 6 giờ sáng cho đến tầm hơn 12 giờ, hơn 12 giờ. Đấy, cả đổ cả đội phụ sẽ tầm 20 người đấy. Đổ bằng mạch thôi các bạn nhé. Đấy, chúng ta hạn chế tối đa cái việc mà dừng chờ. Thì hôm đấy có một số sự cố này. Rồi, thì cái sàn này các bạn nhé, khoảng 230 m² đấy, khá là to. Đây, quá trình đang đổ. Hàng thép chúng tôi làm rất là đẹp, hai lớp đều chẳng chặn luôn. Khoảng cách đã 200 nhé, phi này là phi 8 các bạn ạ. Phi 8 là 200.
Đây, đây là sau quá trình chúng tôi đổ xong máy này thì đã đợi đợi dỡ phần là đúng 21 ngày gọi nhá, đúng 21 ngày mới dỡ. Đấy. Cái bê tông ấy đủ 28 ngày thì đạt cường độ. Ít nhất các bạn phải đủ 3 phần à, 3 phần 4 à? Đúng rồi, 3 phần 4 thì mới được gỡ ra. Thì vừa dính bão bạn, dính 2 3 cơn bão. Vừa đợi phần cốc pha sau này còn tránh bão, đặc biệt là bị cả lụt ở đây nữa nên là bị trễ rất nhiều thời gian. Đấy, nguyên thời gian chết mất tầm tháng rưỡi rồi. Nói thì chúng tôi bắt đầu gỡ và làm 3 phần mái co bên trên này. Đấy. Và tô bên ngoài. Đấy. Giữa pha. Đây. Thì đây phần chúng tôi đã trải chỉ trước này. Đấy. Tô bên ngoài. Và bên trong cũng đến nay thì đã hoàn thiện 100%. Đã làm cột rồi này. Đấy. Đây, tôi bên trong thứ đây. Đấy thì các bạn nào nếu mà đã chưa chưa xây nhà bao giờ mà có thắc mắc trong cái công đoạn nào, làm như thế nào, làm trước, làm sau như thế nào thì có thể gọi điện hoặc là comment, chúng tôi sẽ tư vấn cũng như là giải đáp thắc mắc cho các bạn. Thì các ô cửa nhà bác khá là rộng này, cửa chính hay cửa sổ này, hay cửa bếp này thì đều bằng hệ nhôm sinh pha, còn đông nhập vào nhé. Thì chỉ một vài nữa thôi thì sẽ tiến hành lắp ráp cửa, sau đó là hoàn thiện các vị trí phào cửa này. Đấy, sau đó bắt đầu làm mái bên trên. Mái đã làm rồi nhưng mà vì bị nụt nên phải hoãn lại, cửa cũng thế. Đấy, sau đó sẽ phần điện nước đã đi phần nửa rồi, còn phần ốp sàn, lát sàn xong ốp phần bên ngoài sơn si nữa là hoàn thiện rồi. Nhưng bác sẽ còn nằm khoảng sân vườn nữa sẽ nằm sau. Công trình khá là rộng, khá là to. Đấy, khuôn đất thì bác rất là rộng bạn, mặt ngàn xung quanh này đều đất thì bác lấy hết luôn. Và đặc biệt là Phú Yên này cảnh rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Nếu bạn ở gần đây hoặc có đi du lịch thì nhớ ghé qua. Công trình bác thì cách biển khoảng 5-6 cây thôi, rất là đẹp. Đấy, thì chúng tôi xin cập nhật cái quá trình thi công khói rời nhà bác. Đấy, hiện tại đến phần gần như hoàn thiện rồi. Những công đoạn này thì khoảng tầm 20 ngày, 20 ngày nữa xong hết các bạn nhé. 20 ngày nữa sẽ đầy đủ phần mái, cửa này, ốp lát bên trong bên ngoài, nhà vệ sinh, điện nước. Đấy, thậm chí cả sơn si nữa. Đấy, nhà bác nào mà nhà quý vị nào mà gần đây có thể đến tham khảo nhé, ở khu vực Nam Bình 1, Nam Bình 1. Đấy. Thị trấn ở huyện Đông Hòa, đấy, Nam Bình 1. Cảnh thấy rất đẹp, không khí đây rất là dễ chịu. Đấy. Rồi, các bạn nào có câu hỏi gì thắc mắc thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong các video tiếp theo.